Ok, xin chào tất cả các nhà huấn luyện. Hôm nay sẽ là một video cực kỳ đặc biệt. Đây sẽ là một video tri ân 50.000 nhà huấn luyện đã đăng ký và theo dõi kênh Semia suốt thời gian vừa qua. Tôi sẽ cố gắng trả lời đầy đủ nhất các câu hỏi của mọi người dưới cái post chúc mừng đăng ký vội vàng ngày hôm trước. Phải nói là số lượng câu hỏi cũng như là bình luận và chia sẻ của mọi người khá là nhiều, nên để tránh việc bỏ qua các ý chính thì tôi sẽ lọc ra các chủ đề được hỏi ít nhất cho đến nhiều nhất. Còn một số câu hỏi không giống nhau thì tôi sẽ trả lời trước. Hy vọng là nếu tôi có bỏ sót câu hỏi nào của các bạn thì cũng thông cảm ha. Được thì comment phía bên dưới, tôi cũng sẽ trả lời thêm. Tuần này thì tụi mình vui cùng vui múa ca vậy thôi. Rồi bắt đầu nè. Đầu tiên thì anh thích nhất nhân vật nữ nào trong series anime? Cái này thì với anh đó là Kasumi và Haruka. Anh thấy mấy trận đấu contest của Haruka còn cuốn hơn cái phần đánh cuối của Satoshi khá là nhiều đấy chứ. Chúc mừng Semina đạt 50k sub. Mà cho tôi hỏi là ngoài hệ cỏ ra thì Semin còn thích dùng hệ nào nữa không? Thực ra thì có bạn đoán là hệ bay thì cũng không phải. Tôi thích nhất là xài hệ băng. Hơi ngược đời một chút, Semin mà lại thích hệ băng. Anh nghĩ sao nếu có một thằng như em hay đi comment bắt bẻ cái video của anh? Chăm chút nội dung xíu là được nha bro. Một số video có lỗi nhỏ tuy không đáng kể nhưng không có vẫn tốt hơn. Tuyệt vời, tôi cũng cần có những comment góp ý để hoàn thiện kênh hơn. Con người không ai hoàn hảo cho nên là tôi sẽ cố gắng học hỏi và phát triển hơn nữa. Mà cũng tại một phần là một mình edit hết cho nên là mắc nó lát lát. Nhưng tôi sẽ cố gắng sửa lỗi về sau. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chừng nào ông mới làm full team hệ bọ vậy? Rồi cho tôi hỏi team ông có bao nhiêu người làm thế? Một ngày ông ăn bao nhiêu ký muối mà mặn vậy? Rồi khi mà huyền ảo được thả rong thì ông có định tự mình vô đánh hay không? Và ông có định livestream hay không? Tôi chưa bao giờ đợi ai đánh răng mà mòn mỏi như ông luôn ấy. Cảm ơn chia sẻ của bạn. Thì thật ra tôi sẽ trả lời từ từ nè. Đánh răng hệ bọ thì tôi cũng đang tìm các Pokemon để hoàn thiện đội hình từ từ. Có điều trong format huyền thoại cấp cao mà lại không có Pokemon nào hệ bọ mà huyền thoại cấp cao hết, cho nên là khó xây dựng đội hình. Nếu mà đem vô thì cũng được, nhưng mà có điều là các bạn sẽ thấy tôi ăn hành tới hôi nách luôn ấy. Còn về team của tôi hiện tại thì có bạn Tuấn Huế đang là người chịu trách nhiệm viết kịch bản cho phần tiêu điểm VGC mỗi thứ 6 hàng tuần, các bạn đang xem. Còn tôi sẽ là edit và thu âm. Hiện tại thì có 2 người thôi, chứ một mình tôi mà không thể nào sản xuất được 3 video một tuần đâu, xỉu ấy. Còn vụ mặn mòi thì tôi lại không nghĩ mình mặn. Bên ngoài tôi nói chuyện sao thì vô đây tôi nói vậy thôi á. Và tôi vẫn đang chờ người huyền ảo được cấp phép vô đánh răng, để mà có thể tự tay mình dạy dỗ mấy đám đệ tử của mình, để cho biết sức mạnh thật sự là như thế nào. Trời ơi, ghê chưa. Phần câu hỏi về livestream thì nhiều bạn cũng hỏi nên tôi sẽ gom lại một phần sau để trả lời trong video ha. Chúc mừng Semina vì đạt được 50.000 sub. Thì tôi muốn hỏi Semina về Tuấn Huế, kiểu quê quán tuổi và độc thân hay không? Rồi cái này thì để anh gọi bạn Tuấn Huế vô trả lời cho em ha. Giữa G-Max và Terra thì Semin thích sử dụng dạng nào hơn? Trong chiến đấu thì giữa G-Max và Terra thì tôi chắc chắn 1000% là Terra. Cơ chế thì không rườm rà, dễ hiểu, tạo nên biến số trên đấu trường rất cao. Tính chiến thuật lại vô cùng đa dạng. Tôi đang lo là tương lai không biết có cơ chế nào có tính chiến thuật cao được như vậy nữa hay không. Các bạn có thể xem qua về đánh giá các cơ chế từng được giới thiệu thì các bạn sẽ hiểu tại sao tôi lại thích Terra hơn. Đó là một số câu hỏi khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ vào các chủ đề câu hỏi được hỏi nhiều nhất nè. Đầu tiên thì chúc mừng Semina, nhưng thật sự muốn hỏi là có thể tiết lộ nghệ danh của anh và anh boss nhạc ở đâu được không ạ? Em muốn cùng anh em viewer ủng hộ, chúc anh thành công trong tương lai. Anh ra thêm nhiều bài cho tôi, hay quá trời nhưng mà cũng ít quá trời. Đầu tiên thì cảm ơn một số bạn đã cũng nhận ra là tôi có làm nhạc. Và đúng vậy, ngoài nội dung về game thì tôi cũng có làm nhạc nữa. Hồi đó tôi ngại share cái này lắm, tại đang muốn tự mình xây dựng từ từ. Nhưng mà thôi, phải có nhiều người nghe trước rồi mới có đủ kinh tế để mà làm nhiều bài hơn đúng không? Tôi còn quá trời bài demo đang chờ sẵn nhưng mà tại vì chưa có đủ nhiều tiền để mà làm. Nên bạn nào có hứng thú thì có thể ghé qua kênh Spotify, Apple Music nhạc của tôi, Zing MP3. Rồi tôi không biết Zing MP3 tôi có hay không, quên rồi. Và YouTube của tôi. Trời ơi ngại quá, qua nghe đi nha. Chúc mừng Simin đạt cột mốc 50.000 sub và rất nhiều video trên 100.000 view. Có một vài câu hỏi mong anh giải đáp. Không biết chừng nào anh ra bài mới. Ý tưởng cho các video tiếp theo trong 3 tháng, 6 tháng, 1 năm tới của kênh là gì? Anh có tính làm video chơi một số game Pokemon khác, nhưng không phải hãng làm hay không? Em thấy khá game Pokemon được trao quyền làm khá tốt và thu hút. Anh có thể tổ chức một event nhỏ online để mọi người cùng tương tác cho vui hay không? À, trước tiên thì bài mới anh đang sản xuất, đầu tư MV sơ sơ đâu nữa, chờ đợi ha. Ý tưởng cho các video trong thời gian tới của anh là gì? Anh cũng sẽ tiếp tục làm chuyên mục tiêu điểm VGC và đánh răng mỗi tuần, cộng với một chủ đề tự do. Hồi trước khi anh còn nhỏ thì rất thích sưu tầm thẻ bài Pokemon, chắc bơi trong đống đó còn được. Giờ thì vẫn thích. Mà hàng real thì nó cũng hơi nhiều tiền, hồi đó chơi hàng giả không à. Trước khi làm YouTube thì anh cũng có ý định mua một vài thẻ bài Pokemon về để mà unbox. Không biết mọi người thấy unbox may rủi thẻ bài Pokemon thì thấy thế nào? Ví dụ như có thẻ nào hiếm mà trùng lập,
hay là tôi không thích cái màu sắc của thẻ đó thì tôi sẽ giveaway cho mọi người. Cũng khá mà vui mà đúng không? Nhưng mà làm về thẻ bài thì chắc phải tạo kênh khác, chứ kênh game thì sợ là bị loãng. Cho nên tôi cần ý kiến của mọi người ở phần bình luận bên dưới. Là một số game khác thì anh vẫn chưa biết nữa, anh sẽ trả lời kỹ hơn ở chủ đề về livestream ha. Tổ chức event thì cũng có ấp ủ, là tổ chức một giải đấu nhỏ cho các bạn, lấy một vài Pokemon và phần quà làm phần thưởng chẳng hạn. Cũng có nghĩ tới nhưng mà anh vẫn chưa có kinh nghiệm là event. Với lại là cũng nên phổ biến cho mọi người về mấy cái lối chơi trong Pokemon cái đã, để mọi người hiểu rõ hơn thì mọi người mới chơi nó vui hơn. Cho nên là cứ từ từ đi, mưa dầm thấm lâu mà. Và chúng ta đến chủ đề tiếp theo mà mọi người hay hỏi, là tại sao lại lấy Semin làm linh vật cho kênh. Thật ra thì tôi cũng có trả lời hồi Q&A 10.000 người đăng ký rồi, cơ mà tôi sẽ trả lời lại cho những bạn nào mới xem kênh của tôi. Lúc có ý tưởng về kênh thì tôi cũng thích là mình có ý tưởng nào đó thật đặc trưng, như kiểu thương hiệu chẳng hạn, liên quan đến Pokemon càng tốt. Nên là cái tên đầu tiên của kênh là Victory Road. Cơ mà cái tên và logo này tồn tại chắc được đâu đó một ngày. Lúc đó thì chỉ có 2 người đăng ký thôi, là tôi và cái ặc phụ của tôi, nên không ai biết hết. Sau đó thì tôi thấy nó đơn điệu quá với lại xấu quá, cho nên là tôi nghĩ là mình nên vẽ một Pokemon nào đó theo kiểu cách điệu, kiểu thể hiện được tính cách của nó thì càng tốt. Nên tôi đã tìm ra một Pokemon, đó chính là Semin. Dạng bay là quá hợp. Cái bờm của nó thì làm tóc vuốt vuốt keo nè, bông hoa trên cổ thì làm khăn choàng nè, và tên tên ra được cái đảnh đại diện láo láo chưa từng có. Mà nếu không phải Semin thì tôi cũng chắc sẽ làm ếch kỳ diệu. Cơ mà tại ếch kỳ diệu thì nhiều chi tiết hơn Semin, cho nên đó chính là lý do tôi chọn Semin đó. Và chủ đề tiếp theo mà mọi người hỏi nữa đó chính là động lực làm YouTube, lý do bắt đầu. Thực ra thì phải bắt đầu từ việc tôi coi phim hoạt hình từ nhỏ và yêu thích một thế giới động vật rộng lớn, nơi mình có thể được phiêu lưu khắp nơi, đi qua những đồng cỏ, thảo nguyên, núi, biển, rừng, những thành phố lớn. Nói chung là chắc ai cũng có ước mơ đi phiêu lưu tự do, và tôi cũng không ngoại lệ. Nên là Pokemon là cả một bầu trời tự do trong tôi. Phải nói là tôi tiêu thụ gần hết tất cả các sản phẩm của nó, từ phim, thẻ bài, xong mới tìm đến cội nguồn, đó chính là game. Nó quá đúng ước mơ với tôi thời đó là mình có thể tự mình đi bắt những con Pokemon mình thích. Nên là phải thích thì mới bắt đầu được. Và cũng tại là thích cái thế giới đó cho nên là muốn cống hiến công sức của mình vào cái cộng đồng đó luôn, cho nó lớn mạnh hơn. Chứ thiệt ra thì Pokemon trên thế giới quá là nổi, mà ở Việt Nam thì độ thảo luận vẫn chưa quá lớn. Thật ra thì giờ nó cũng được rồi, chứ hồi đó thì vẫn không có kênh nào làm về Pokemon hết. Tầm 3-4 năm trước thì mới bắt đầu rộ lên. Bây giờ thì phải nói là quá sôi động rồi. Còn khi nào sâu mặt và Pokemon thích nhất thì vài phút tiếp theo tôi sẽ trả lời. Admin có bao giờ cảm thấy chán việc này chưa? Và admin có động lực gì để tiếp tục làm nó cho đến thời điểm hiện tại và sau này? Anh bắt đầu làm YouTube khi nào vậy? Và có bao giờ anh muốn bỏ cuộc hay không? Mong là anh trả lời. Chúc mừng anh được 50.000 người đăng ký. Có khi nào tôi chán việc này chưa thì có đôi lúc có nha. Và một điều là tôi muốn nói với các bạn, ngay cả khi các bạn làm điều mình thích một cách đủ nhiều và chuyên nghiệp thì các bạn cũng sẽ chán nó thôi. Việc bị stress trong công việc là chuyện đương nhiên. Làm YouTube về game cũng vậy, mà tôi làm nhạc tôi cũng vậy. Cho nên là đừng quá sợ hãi khi mà tự nhiên thấy việc mình làm mình thích vậy mà mình cũng chán, rồi đâm ra lại tự cảm thấy chán bản thân. Hôm sau tìm ra ý tưởng mới là hết chán liền. Làm việc mình thích nó được cái vô tri vậy đó. Anh có lấy cảm hứng từ các YouTube Pokemon Việt Nam khác hay không? Thật ra thì trước khi anh làm YouTube, anh cũng có coi mấy cái tiền bối khác như là PG Center nè, Ricky Roulette nè, và Jabbercast. Anh xin lỗi nha, lỡ anh đọc sai tên thì có gì mọi người thông cảm nha. Anh coi xong thì thấy, ồ, chất lượng mấy kênh Pokemon YouTube ở Việt Nam bắt đầu lên rồi nè. Rồi cái hồi đó nghỉ dịch, không ai ra ngoài đường, cũng khoảng 1 năm, thì anh bắt đầu mở kênh làm video đầu tiên. Anh có định collab với lại các YouTuber khác về Pokemon. Nếu được thì đó là ai và tại sao là người đó? Idol trong làng Pokemon của Semin là ai? Và vợ có tính hợp tác với một số YouTuber khác không? Ủa? Ê, biết tôi là ai mà kêu tôi là vợ? Nó chơi chứ. Việc collab thì tôi cũng không biết nữa, tại tôi hơi hướng nội. Mà quan trọng hơn nữa là không biết ý tưởng như thế nào. Ý tưởng hay, phù hợp thì chuyện hợp tác không thành vấn đề. Còn idol thì thật ra tôi không thích ai hơn ai cả. Ai cũng có cái hay và tôi cũng được học rất nhiều từ mấy tiền bối khác. Mà tôi nghĩ thì kênh của anh Jabbercast xứng đáng là người tiên phong làm những nội dung chất lượng, từ giọng đọc cho đến edit, nâng cấp tiêu chuẩn người xem lên cao hơn nhiều bậc. Tôi cũng hy vọng là anh sẽ khỏe lại sớm để làm nhiều video hay hơn, giúp cộng đồng phát triển hơn. Rồi sao lắng thấy đủ rồi, chúng ta qua những chủ đề tiếp theo. Chủ đề được hỏi nhiều tiếp theo nữa đó chính là những Pokemon mà tôi yêu thích. Ở những câu hỏi này thì hỏi rất nhiều con Pokemon tôi yêu thích ở những hạng mục khác nhau. Cho nên tôi sẽ trả lời là về huyền thoại, tôi thích Giratina và Reshiram vì thiết kế của hai con này. Với tôi thì đây chính là đỉnh cao thiết kế của Pokemon, vì một sinh vật cấp cao, có rườm rà chi tiết nhưng vẫn ra dáng một sinh vật huyền thoại. Nói chung là ngầu đó. Starter thì tôi thích chắc chắn là Venusaur rồi.
Shader nước tôi thích có vẻ là Feraligatr. Còn hệ lửa mà tôi thích thì tôi đang suy nghĩ. A few moments later. Sao tôi không thích con hệ lửa nào hết ta? One eternity later. Được thì chắc Blaziken đi. Chứ tôi hỏi là Seomin bắt đầu chơi Pokemon từ khi nào? Và Seomin đã có chơi những bản game nào rồi? Và thích nhất bản game nào? Và lý do tại sao thích bản game đó? Về phân tích các bản game thì tôi bắt đầu chơi Pokemon từ hồi lớp 6, lớp 7 gì đó, tôi không nhớ. Lúc đó thì tôi chơi giả lập game Pokemon Pearl trên laptop. Nói chung là cái màn hình nó nhỏ xíu à. Cho nên có thể nói là tôi chơi Pokemon từ Gen 4 tới giờ. Và bản game để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi là mấy bản game của thế hệ 5, Pokemon Black White và Pokemon Black 2 Y2. Đồ họa lạ mắt, rồi nhạc hay quá trời hay. Nếu bạn để ý thì nhạc nền của mấy video của tôi phần lớn là đều là soundtrack của Gen 5. Và vì Gen 5 nhạc hay quá trời hay, các bạn phải nghe thôi. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với chủ đề được hỏi nhiều thứ hai trong kênh. Đó chính là về phần livestream. Anh có tính livestream đến VGC không? Em muốn hỏi là anh có tính tương lai live hay không? Chúc mừng Seminar, chúc mừng kênh ngày càng phát triển. Cho em hỏi là Seomin có dự định livestream trên YouTube hay không? Và nếu livestream thì Seomin sẽ stream một lần mấy tuần? Ủa một tuần mấy tháng? Trong tương lai thì anh có dự định live hay không? Và mong anh làm team không huyền thoại và Paradox. Tôi chắc chắn một điều là tôi sẽ live. Muộn nhất là trong năm nay. Nhưng mà thời gian này tôi đang sửa lại phòng, sắm sửa đồ đạc để chuẩn bị cho việc livestream. Hy vọng là sẽ cuối năm nay hoặc là sớm sớm một chút tôi sẽ có một buổi livestream với mọi người. Vì cũng là người hướng nội và tập tành livestream nên là tôi mong mọi người sẽ góp ý cho tôi là nên live một tuần một lần hay là như thế nào đó. Mong mọi người hãy cho tôi góp ý phần bình luận bên dưới. Tôi chơi những game khác thì nó có bị loãng nội dung hay không nếu mà Pokemon Legends Z2A chưa ra mắt. Và thế là chúng ta sẽ đến với câu hỏi nhiều nhất mà tôi nhận được trong phần Q&A này. Đó chính là khi nào xấu mặt. Quá nhiều luôn ấy. Tôi nghĩ là chắc khoảng 100.000 người đăng ký. Để ăn mừng và lúc đó phòng làm việc của tôi cũng đã sửa xong ngon lành. Tôi sẽ chính thức lên hình và cảm ơn mọi người. Còn đúng vậy, nếu bạn vẫn còn tò mò thì các bạn có thể lên Spotify hay YouTube của tôi để mà nghe nhạc. Có sơ sơ ở trọng rồi á. Sau này thì tôi sẽ hoạt động sôi nổi hơn. Nói chung là hôm nay trả lời mọi người vui vui vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với kênh của tôi trong thời gian qua. Và hy vọng chúng ta sẽ còn gặp nhau trong những thời gian tới nữa. Cảm ơn các bạn một lần nữa, rất biết ơn. Hãy đón chờ những video tiếp theo nữa của tôi và Tuấn Huế trong thời gian tới. Hy vọng sẽ đồng hành với nhau thật lâu. Cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại, bye.